Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Bá Tùng. Thì hôm nay mình xin chia sẻ ba cái lý do sẽ khiến cái bài quảng cáo của anh em tốt và không tốt. Thì đầu tiên, lý do số 1, đó cái nguyên nhân số 1 đó chính là content. Content là Vingroup có nói rằng là content is king, tức là content là vua. Thì ở đây phần content trong phần quảng cáo Facebook cần chú ý hai phần. Phần thứ nhất đó chính là phần ảnh hoặc video. Đấy, phần ảnh hoặc video là cái đầu tiên các bạn cần chú ý. Một là ảnh hoặc video. Đối với video thì các bạn chú ý giúp mình đó chính là thumbnail. Thumbnail, cái hình thumbnail là cái hình hiển thị đầu tiên. Thì hai cái yếu tố này nó cái ảnh có tốt, cái thumbnail có hấp dẫn, tức là cái ảnh của các bạn phải là cái chế độ Full HD, phải tối ưu cả về kích thước để làm sao để có thể hiển thị trong mắt người dùng đẹp nhất. Là điều số 1. Điều số 2 là cái ảnh nó phải hấp dẫn, nó phải có chút gì đó gọi là thu hút, gọi là câu view người nhỉ, để khi người ta lướt Facebook, người ta lướt qua cái bài quảng cáo của mình thì cái ảnh hoặc cái hình thumbnail là cái giữ chân khách hàng đầu tiên trước khi họ dừng lại và đọc cái bài quảng cáo chúng ta. Cái phần thứ hai đó chính là cái phần content. Cái phần thứ hai ở đây mình sẽ ghi là content tag, tức là cái phần nội dung chúng ta viết. Thì cái phần content tag này các bạn chú ý giúp mình với điện thoại di động, với mobile là ba dòng đầu tiên, với PC là 5 dòng. Đấy, 5 dòng đầu tiên. Bởi vì sao? Bởi vì một bài quảng cáo trên newsfeed của mobile thì nó chỉ hiển thị được 3 dòng text, còn của PC nó cũng chỉ hiển thị được 5 dòng text thôi. Các bạn viết 15 20 dòng nó không phải là vấn đề quá lớn. Cái quan trọng là sau khi người ta đã dừng lại bức ảnh của bạn, dừng lại cái thumbnail của bạn, tức là dừng lại bài quảng cáo chúng ta, thì ba cái dòng tiếp theo tức là gồm có tiêu đề. Đấy, tiêu đề thì ở đây có tiêu đề chính hoặc là tiêu đề chính này, tức là cái dòng đầu tiên là cái dòng tiêu đề chính để giật tít, để câu view. Thực ra để nói chính xác hơn là phải để thu hút khán giả. Cái dòng thứ hai đó chính là cái dòng lợi ích mang lại cho khách hàng. Các bạn hình dung nhỉ, mang lại lợi ích cho khách hàng. Thì cái dòng tiêu đề thứ hai nó là tiêu đề phụ và bổ nghĩa cụ thể hơn cho tiêu đề chính. Và cái dòng thứ ba là cái dòng lợi ích lớn nhất mà khách hàng nhận được sau khi là nếu như khách hàng mua sản phẩm. Thì đấy là điều mà chúng ta nên chú ý vào ba cái phần đó. Và cố gắng ở cái phần dòng thứ ba thì chúng ta viết để làm sao để cái câu kết nó bị khuyết đi một phần. Các bạn nghĩ bị khuyết đi một phần và nó sẽ hiện chữ xem thêm ở đấy, thì khách hàng sẽ tò mò hơn và sẽ kích vào xem thêm. Sau đó thì họ sẽ đọc được nhiều nhiều họ kích vào cái phần xem thêm thì họ đọc được nhiều phần content chúng ta viết hơn. Thì cái phần content là các bạn chú ý giúp mình hai yếu tố này. Đây là hai yếu tố ảnh hưởng rất lớn đấy, đến với việc là bài quảng cáo chúng ta có hiệu quả hay không. Và hình dung nhỉ, đấy đây nhá. Ok, rồi, tiếp theo là cái phần số 2 là cái phần hiệu ứng. Hiệu ứng ở đây là gì? Hiệu ứng ở đây nó chính là phần seeding. Ở đây thì các bạn cần chú ý giúp mình, đầu tiên nó phải là comment comment, cái thứ hai nó được like, được share. Thì cái phần comment này đa phần chúng ta sẽ hay seeding bằng cách là chúng ta sử dụng cái chính cái fanpage của chúng ta đăng lên cái comment lên trên cái bài đấy. Thì cái điều đấy là không nên, các bạn không nên seeding theo điều đấy. Các bạn nên lấy những cái link Facebook, những cái link Facebook hoặc những cái link Facebook gồm có link Facebook và clone, cố gắng làm sao là nó có ảnh đại diện, có thông tin sơ qua ở trên trang cá nhân của cái link Facebook đấy để vào seeding. Thì chúng ta seeding ở đây là chúng ta sẽ seeding những cái câu hỏi của khách hàng. Seeding số điện thoại đặt hàng, seeding cách đặt hàng, bạn hình dung nhỉ? Để làm sao để khi chúng ta chạy quảng cáo thì khách hàng thật nhìn thấy những cái này thì họ, cái này gọi là hiệu ứng của đám đông. Thì khi thấy cái hiệu ứng đám đông ở đâu, mua hàng nhiều ở đâu thì con người ta sẽ có cái xu hướng là mua hàng đấy, mua theo, bạn hình dung nhỉ? Và cái số 3 đó chính là tài khoản quảng cáo. Thì cái tài khoản quảng cáo, cái điều này thì nếu như bạn nào chạy nhiều thì các bạn sẽ biết, tức là cùng một bài quảng cáo các bạn chạy nhiều chiến dịch khác nhau đúng nhỉ. Thì có chiến dịch chạy trong một tài khoản đó, thì có chiến dịch ngon, chiến dịch không ngon, có nhóm ngon, có nhóm không ngon. Nhưng khi các bạn scale tài khoản thì sao, các bạn tăng tiền bằng cách là các bạn scale dùng tài khoản khác để chạy chung một bài đấy, thì các bạn nhận ra cái điều này rất rõ. Có những cái tài khoản nó chạy một phát là nó ăn ngay,
và có những tài khoản thì chạy rất là đắt. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi một tài khoản sẽ được học theo một cái tệp mà Facebook nó phân phối ngẫu nhiên, thì cái tài khoản nào phân phối được, phân phối được tiếp cận cái tệp khách hàng nó là có nhu cầu cao nhất thì nó là cái tài khoản ngon nhất vào cái lúc đấy. Thì cái việc test tài khoản cũng là một cái việc rất là quan trọng. Đấy, nếu như chúng ta chỉ có một tài khoản quảng cáo mà chúng ta chạy trên tài khoản quảng cáo đó và nó đắt, thì mình khuyên rằng nếu như các bạn đã có cái win ở một cái fanpage khác, có một cái tài khoản khác, các bạn chạy cái bài đấy mà nó rất là ngon nhỉ, thì các bạn lên thay tài khoản quảng cáo. Thì đây là cái cách đấy, để cho chúng ta tối ưu được cái phần về tài khoản quảng cáo. Các bạn đừng thấy cái tài khoản đấy quảng cáo nó chạy đắt và chúng ta lên lại bài khác, thì theo mình cái cách lên lại bài khác thì nó cũng không khác là mấy, không khác là mấy. Nếu như các bạn ít tài khoản quảng cáo quá mà các bạn muốn sử dụng cái tài khoản đấy, thì lời khuyên của mình là các bạn nên tạo một tệp đối tượng tùy chỉnh, sau đó cho tài khoản quảng cáo mới chạy tệp đối tượng tùy chỉnh. Sau khoảng 3 đến 5 ngày thì chúng ta bắt đầu mới chạy ở một cái tệp khác, tệp mới. Thì như vậy tài khoản quảng cáo sẽ học được và sẽ ok hơn rất là nhiều. Thì đây là ba cái yếu tố ảnh hưởng đến bài quảng cáo của các bạn qua những cái thời gian mình làm để làm quảng cáo Facebook. Đấy, nhiều năm qua thì mình nhận ra đây là ba cái mà cái quan trọng nhất. Thực ra không cần phải yếu tố kỹ thuật nhiều, chỉ cần quan tâm đến ba vấn đề này thôi thì chắc chắn là các bạn chạy quảng cáo sẽ rẻ và sẽ chốt được đơn. Đấy, các bạn hiểu nhỉ? Và có những cái sản phẩm mình chạy thoải mái nhưng mà bị mắc hai phần bên trên này rất là tốt rồi, nhưng mà bị mắc cái phần số 3 đó, tài khoản quảng cáo, tức là không chịu quá nhiều tài khoản quảng cáo để test tài khoản, cứ chỉ dùng một tài khoản mà thôi. Tài khoản nếu đắt thì bắt đầu lại nghĩ cách là target, nghĩ cách là tối ưu tệp, thì nó rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì cái tài khoản quảng cáo mới nó được phân cho một cái tệp ngẫu nhiên sẵn, và cái tệp ngẫu nhiên đấy nó chưa tốt thì chúng ta có cố gắng tối ưu thì nó cũng không thể tốt được ngay. Cho nên là việc của chúng ta là lên test tài khoản quảng cáo. Ok, thì nếu như các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một đăng ký kênh ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.